Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Đam mê kỹ thuật của mình nhé. Chúc các bạn một ngày thật là tốt lành. Và hôm nay mình chia sẻ cái mèo nhỏ cho các bạn mới vào nghề và các bạn tự làm cho mình, cho gia đình mình ở nhà nhé. Vào để vào cả cái góc inox trên cả cái hộp 48, 50 và 36. Và đây là cái mà này mà 36 các bạn nhé. 36 và dây 0.6 nhé. Dây 0.6. Thì cả cái góc này mình đã chuẩn bị trước. Để không mất thời gian của các bạn thì mình đã chuẩn bị từ trước. Mình đã cắt sẵn từ trước các bạn nhé. Thì để vào cái góc như thế này thì các bạn chuẩn bị cho mình đấy các cái đầu đai của cái góc cắt cái góc 45 này. Hoặc là các bạn có thể lấy một đoạn đầu đai các bạn cắt đấy, các cái mẫu như thế này. Đấy, sau đó các bạn đóng vào các cái góc này cho mình. Các bạn lưu ý là hộp 36 thì cắt góc của 36 của hộp 36 các bạn nhé. Và hộp 48 cắt góc của hộp 48, 50 cắt góc của hộp 50. Thì mà các bạn cắt cái đầu đai này đóng vào như thế nào cho mình. Và tương tự thì các bạn góc bên này các bạn cũng đóng vào như cho mình như vậy. Đóng cho mình vừa băng các bạn nhá. Các bạn đóng cho mình vừa băng hoặc là đóng lõm vào cho mình một xíu thôi nhá. Mục đích của mình đóng cái này là để mũi hàn không bị lõm các bạn nhá. Và bây giờ mình sẽ vào cái góc này cho các bạn xem nhá. Mình sẽ vào hàn vào hàn và hoàn thiện mai lên cho các bạn xem. Mình tin chắc rằng các bạn áp dụng cái cách này, theo cách này của mình thì khi các bạn vào các cái góc 90 độ như thế này thì mũi hàn sẽ không bị nhắn và không bị nhắn và không bị lõm xuống các bạn nhé. Với những cái góc này mình đã từng làm rất là nhiều rồi. Đây, những cái góc này có thể áp dụng cho các bạn vào góc mà cửa hoặc là các cái mà của lán cán nhé. Đấy, các bạn lưu ý là đỉnh dài cho mình, đỉnh cho mình tầm một cách phân một đỉnh cho mình nhé. Các bạn mới vào nghe và các bạn có thể là tự làm cho mình của gia đình thì các bạn xem cái cách của mình. Mình tin rằng các bạn làm theo cách của mình thì sẽ vào các cái góc, các cái mà nó sẽ đẹp hơn. Nhược điểm của cái mũi hàn inox là khi mình giá nhiệt vào nóng cái thanh inox thì có đoạn thì nó sẽ lõm xuống và có đoạn thì nó sẽ phồng lên các bạn ạ. Đấy, thì cái cách của mình đấy rất là ok các bạn nhé. Và mình chân tình chia sẻ cái mèo nhỏ cho các bạn nhé. Đây, khi hàn cả cái góc này các bạn lưu ý là hàn đỉnh dài cho mình nhé, đỉnh nhẹ và đỉnh dài cho mình. Còn các bạn chỉ đỉnh hai đầu hai mũi là sau các bạn hàn là các cái mũi của hai mép của hai cái mái nóc này nó sẽ nhắn lên một cái là cái lên cái xuống ấy, là rất là khó hàn và hàn rất là xấu. Anh em nào thờ lanh nghe, thờ cứng nôi thì có thể xem và bỏ qua cho mình nhá. Đấy, rất cũng mình nghĩ là thành rất có nhiều anh em cũng chưa mới vào nghề và làm với gia đình thì sẽ không bao giờ biết được cái mèo nhỏ này. Đấy, thì mình cũng muốn chia sẻ với những cái bạn nào chưa biết và những bạn mới vào nghề. Thì mình chia sẻ một chút cái kinh nghiệm và cái mèo nhỏ để cho các bạn nắm
Và khi hàn các cái mài inox, hàn các cái góc inox rất là dễ bị nhắn và bị các mũi hàn nó có các bạn nhá. Thế để làm theo cái cách của mình như thế này cũng là ok, nhưng mà còn một cách thứ hai nữa là các bạn có thể là khi vừa hàn xong đang nóng thì các bạn có thể giặt cái giấy ướt và đắp lên cả cái mũi hàn vừa hàn xong thì nó cũng tương đối, nhưng nó chắc chắn mình tin chắc một điều là nó sẽ không bao giờ bằng cái cách này của mình được, bởi vì mình đã chen hai góc vào trong cái thanh hộp. Thì dù mình hàn có hàn thế nào nó mũi hàn còn mình cũng không bị lõm xuống và nhắn mũi hàn được. Mình đánh cho bạn xem nhá, đánh xong mình quay cái góc mình vừa hàn cho các bạn xem nhá. Đây là mình vừa hàn xong thì vào góc các bạn nhá, rất là phẳng nhá, rất phẳng các bạn nhá, không bị lõm nhá. Đấy, và cái này là cái 36 và độ dày là 0,6 các bạn nhá. Đấy, đường hàn của mình hàn đường hàn này không được đẹp lắm nhưng mà nó tương đối phẳng phẳng các bạn. Rất phẳng các bạn nhé. Các bạn ơi, các bạn xem cái mèo nhỏ này của mình hay thì các bạn like cho mình vậy nhá, và nhớ subscribe kênh cho mình nhá. Để có những cái mèo nhỏ hay thì mình sẽ chia sẻ lên cho các bạn. Mình nghĩ là rất nhiều bạn sẽ cần. Và tiền đấy mình chia sẻ luôn cái cả cái bước đánh inox, cả cái mũi hàn cho các bạn mới vào nghề với các bạn làm cho gia đình ở nhà nhá. Thì để đánh mũi hàn thì trước tiên các bạn mũi hàn mới xấu thì các bạn dùng cái nhám xếp thô đánh cho mình qua cái nhá, rồi xong nhám xếp mìn. Tiếp theo là các bạn đánh cái bột xám này cho mình. Và sau này là sau cùng là các bạn đánh cái nỉ này. Nỉ này các bạn nhớ phải quẹt vào lưới nhá. Và công đoạn cuối cùng là các bạn có thể dùng cái bột đá và hay là xi măng trắng đó, thì các bạn dùng giẻ và lau lại toàn bộ cái inox cho mình cho nó bóng lên. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và xem video của mình nha.